anh chàng thủy quân Lục Túy tiến tới một vật thể không xác định vừa xuất hiện trên mặt biển, thì đột nhiên có luồng năng lượng đẩy anh ấy văng ra xa. Còn chưa định thần thì mặt nước chuyển động dữ dội, một phi thuyền kỳ lạ trồi lên nổ súng tấn công, sau đó nó phát động một sóng siêu thanh có sức sát thương đến cả cây số. Chiếc phi thuyền được trang bị hệ thống vô cùng hiện đại, vừa khai hỏa đã khiến một chiến hạm của Mỹ nổ tan tành. Lúc này mọi người mới ý thức được việc bị người ngoài hành tinh tấn công, chúng còn âm mưu gửi tín hiệu về quê nhờ người thân đến trợ giúp, khiến nhân loại đứng trước bờ vực diệt vong. Năm 2005, các nhà khoa học đã khám phá ra một hành tinh có cấu trúc gần giống trái đất, họ tin rằng nơi đó tồn tại sự sống. Bởi vậy NASA đã tiến hành liên lạc với hành tinh G. Cứ sau 24 giờ họ sẽ truyền tín hiệu đến một vệ tinh để khuếch đại nó gửi tới đó. Tại cùng thành phố, có thanh niên báo đời tên Alex đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật cùng người anh trai Stone. Họ đang tranh luận về tương lai đen ngòm của Alex thì có cô gái tên Samantha bước đến quầy gọi món burrito gà. Tuy nhiên nhân viên thông báo nhà bếp đã nghỉ nên chị vui lòng nhịn. Samantha tỏ vẻ khó chịu vì bụng đang đói cồn cào, cô gào cái mồm lên khiến Alex bị thu hút. Anh chàng ngay lập tức lân la tiếp cận ăn câu chuyện để lấy le với gái Alex tới cửa hàng tiện lợi mua bánh. Tuy nhiên giờ này đã quá muộn nên hầu hết các địa điểm đều đã đóng cửa. Cơ bí thì dí tốt, Alex quyết định đột nhập ăn cắp, tuy nhiên camera đã ghi lại được cảnh ấy. Alex lấy một cái bánh từ tủ lạnh cẩn thận cho vào lò vi sóng, nó còn chưa kịp nóng thì cảnh sát đã tìm đến nơi. Alex vội vàng chuột rút để mang bánh cho Sam, nhưng anh chưa kịp đưa cho cô ấy thì đã bị trúng đạn. Dù khá sợ hãi trước cảnh tượng ấy nhưng Sam cũng rung động dục, cô chưa từng gặp ai mới quen mà bất chấp như vậy vì mình. Ngày hôm sau Alex bị anh trai tuôn một tràng kinh giáo huấn. Qua đó Alex tình cờ phát hiện Sam chính là con gái của Rodok Terence, người chỉ huy toàn bộ hạm đội hải quân nơi Stone giữ chức thuyền trưởng. Bất lực trước thằng em đã 26 tuổi mà vẫn vô công rồi nghề, Stone quyết định sẽ đưa Alex tới làm việc trên tàu. Mặc dù lười biếng nhưng Alex lại là người khá thông minh, chẳng mấy chốc anh đã leo lên hàm trung úy. Vài năm trôi qua gắn bó với nghề thủy quân Lục Túy, Alex tất bật chuẩn bị cho trận diễn tập tác chiến của hải quân toàn cầu. Nhưng thế quái nào anh chàng vẫn đến muộn. Alex dự định sẽ nói với đô đốc để xin được cầu hôn Sam. Tuy nhiên với vị trí của một thằng lính quèn, anh khá tự ti và lo sợ ông ấy sẽ không đồng ý. Sam liền trấn an rồi thuyết phục bố dành ra 5 phút. Dù khó chịu nhưng Terence vẫn chiều lòng con gái. Có điều Alex không biết tận dụng cơ hội, anh chàng chạy thẳng vào nhà tắm tập trình bày trước gương. Terence biết chuyện thì không hài lòng một chút nào. Ông yêu cầu mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng với bạn trai của con gái. Tuy nhiên, Alex lại không có can đảm để nói lời ấp ủ, chỉ ậm ừ đánh trống lảng sang chuyện khác. Ngay sau đó, các hạm đội đã có mặt để tham gia vào ngày đầu RIMPAC. Trên thuyền Stone thông báo tin buồn cho em trai, công tố viên vừa nhắn tin tới cảnh báo, Alex rất có thể sẽ bị đuổi khỏi hải quân do việc làm báo thủ trong quá khứ. Lúc này Sam đến phòng phục hồi chức năng để thăm cựu trung tá Mick, một người mất hai chân trong lúc làm nhiệm vụ và đang vô cùng tuyệt vọng. Sam hết lời trấn an và rủ anh ấy đi leo núi, thế có phải làm khó người ta không? Alex gọi điện tới báo tin mình đã thất bại trong việc nói chuyện với bố Sam. Quá thất vọng, cô ấy chỉ trích bạn trai vài lời, trịch thì nhanh thế mà mở mồm nói vài câu cũng sợ. Đúng lúc ấy các nhà khoa học phát hiện ra 5 vật thể lạ đang tiến về trái đất. Negrady liền gọi điện cho đồng nghiệp thông báo tình hình, Can ngay lập tức xác minh đó không phải thiên thạch. 4 trong số chúng sau đó rơi xuống vùng biển Hawaii, trong khi cái còn lại đáp xuống Hồng Kông và gần như phá hủy cả thành phố. Thảm họa này khiến 25.000 người chết và gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Một tiến sĩ tàu khựa đã xác nhận đây là cuộc xâm lược của chủng tộc ngoài hành tinh, bởi những mảnh vỡ tìm thấy ở hiện trường không tồn tại trên trái đất. Vài phút sau hải quân phát hiện dị vật không xác định, thuyền trưởng Brown đã gửi một đội tiếp cận điều tra. Alex và Walter là hai cái tên được chọn mặt gửi vàng, họ rất bất ngờ vì chưa từng thấy thứ gì giống như vậy. Alex ngơ ngác trước tòa tháp khổng lồ, anh tò mò sờ mó thì bị đẩy văng ra xa. Ngay sau đó vật thể lạ bắn hai tia năng lượng lên bầu trời, nó tạo thành một mái vòng bao phủ mọi thứ bên trong. Đó như một tấm rào chắn vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, không gì có thể đi qua. Bộ đàm bị vô hiệu hóa, còn hệ thống điện tử thì nhiễu sóng, các chiến hạm đã hoàn toàn bị cô lập. Walter cố gắng khởi động thuyền rời đi thì bất ngờ một chiến hạm trồi lên khỏi mặt nước. Ai lấy đều bất ngờ vì cái thứ khổng lồ kỳ lạ ấy. Họ còn chưa kịp định thần đã bị nó dùng sóng siêu thanh tấn công. Những chiến hạm cách xa cả km cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xác định đây là mối hiểm họa, một chiến hạm được lệnh tấn công. Tuy nhiên phi thuyền kia đã thu cánh lại né tránh, đồng thời nó bay khỏi mặt nước thu hẹp khoảng cách, rồi ngay lập tức lên nòng súng đáp trả. Những người lính dùng súng máy xả đạn để vô hiệu hóa những quả bom, tuy nhiên vẫn sót một quả rơi xuống nổ cho tan tành. Walter khởi động thuyền quay về tàu mẹ, Corer dùng súng tấn công nhưng chẳng khác nào mũi đốt inox, xém chút nữa còn bị kẻ địch chôn vùi dưới đáy biển. Stone theo dõi thấy thằng em lành ít dữ nhiều liền hạ lệnh bắn yểm trợ. Alex nhờ vậy mà thoát được nhưng chiến hạm của Stone đã trở thành mục tiêu. Một quả pháo găm xuống sàn kích nổ thổi bay vài người lính gần đó. Nước tràn vào từ khắp nơi khiến ai nấy đều hoảng hốt hền. Kẻ địch lại tiếp tục nạp đạn cho một cuộc tổng tấn công. Vài chục quả pháo rời lòng liên tục găm trúng mục tiêu.
chiến hạm của Stone nhanh chóng chìm trong biển lửa. Alex chứng kiến cảnh ấy thì đau đớn trong sự bất lực. Thuyền trưởng Brawley và người bạn thân của Alex cũng không qua khỏi. Anh ấy buộc lòng phải chỉ huy mọi người tiếp tục ứng phó với thảm cảnh bất ngờ này. Alex định tấn công toàn lực nhưng chiến hạm của Nhật đang gặp nguy khốn. Anh quyết định ưu tiên giải cứu bọn họ trước. Các thủy thủ bị hất văng xuống nước may mắn đã thoát chết, bởi chiếc phi thuyền ngoài hành tinh không coi họ là mối đe dọa nên ngừng tấn công. Hàng loạt sinh vật nhìn như robot với hình hài con người bắt đầu xuất trận, chúng phá hủy máy bay chiến đấu đồng thời tỏa ra khắp hòn đảo, tiêu diệt bất cứ thứ gì chúng coi là nguy hiểm. Hải quân tìm mọi cách vượt qua rào chắn nhưng đều không có tác dụng. Samantha và Mick lúc này cũng phát hiện ra một con tàu ngoài hành tinh, nó hạ cánh gần nơi Can cùng trợ lý đang làm việc. Vài viên cảnh sát trông thấy liền theo con đường mòn bám đuôi. Mick lúc này như tìm được động lực sống, anh ước một lần nhìn thấy người ngoài hành tinh nên nằng nặc muốn đi cùng. Khi cảnh sát tiếp cận, con tàu đã cảm nhận được nguy hiểm và chủ động tấn công. Trở lại chiến trường ngoài biển, Alex cũng đang gặp bất lợi, kinh nghiệm chỉ huy không có nên anh lóng ngóng vãi cả lồi. Trong khi đang ngồi tịnh tu thì cấp dưới báo cáo vớt được xác một đứa ngoài hành tinh, Alex liền vào phòng xem mặt mũi nó dư lào. Anh cố hết sức tháo cái mũ sắt khiến ai nấy đều thất kinh, hình dạng bọn này giống với con người chỉ là kỳ dị hơn một tí, râu cứng như lông nhím bạch tạng, thanh niên trai tráng mà da nhăn như ông già thấp tho cửa lỗ. Alex soi đèn kiểm tra đồng tử, đột nhiên hắn tỉnh dậy sờ mặt anh bằng cái bàn tay bốn ngón. Trong khoảnh khắc đó Alex đã nhìn thấy một cuộc chiến, nó như cuốn băng tư liệu chiếu ngay trước mắt. Đúng lúc ấy cánh cửa nổ tung và hai tên ngoài hành tinh bước vào, chúng khẩn trương mang đồng đội lên phi cơ trở về trị thương. Alex nhận ra vẫn còn kẻ địch trên tàu, anh ngay lập tức hạ lệnh cho mọi người lùng sục khắp các ngóc ngách. Một người lính lom dom đi lên cầu thang liền bị túm cổ ném văng trên sàn, tuy nhiên hắn biến mất ngay sau đó như kiểu có khả năng dịch chuyển tức thời. Walter ở phòng điều khiển nghe thấy tiếng động, từng con ốc vít rơi ra và cánh cửa đã trở thành tấm sắt vụn. Kẻ địch bước xuống khiến từng bậc thang biến dạng, tuy nhiên hắn không tấn công bất kỳ ai, mà muốn phá hủy máy phát điện để vô hiệu hóa con tàu. Walter thấy thế liền lao vào đẩy hắn ra, đồng thời cầm lên thanh sắt đâm xuống chân kẻ địch, khiến hắn nổi máu chó hất văng anh lăn lộn trên sàn. Cũng may Alex kịp thời có mặt giải nguy, tuy nhiên anh cũng chỉ là bao cát cho nó dã, bởi bắn hết cả băng đạn mà mèo ăn thua gì. Cora hít một hơi lấy can đảm lao ra ứng cứu, nhưng cũng chỉ một đấm là cô cảm thấy xây sẩm mặt mày. Alex ra hiệu cho Cora chạy xuống phòng điều khiển, còn bản thân dụ kẻ địch lên boong tàu. Trong lúc hắn định kết liễu Alex thì Cora hướng lòng pháo giữa đầu, bấm nút thổi bay thằng người ngoài hành tinh xuống biển. Trên đỉnh núi Sam và Mick đã đến nơi những chiếc xe cảnh sát bị tấn công, người chẳng thấy đâu chỉ còn lại ba đống sắt vụn. Lúc này họ mới biết tình hình méo ổn chút nào, cần đánh bài chuồn càng nhanh càng tốt. Sam lấy hết can đảm bước tới kiểm tra, cô tìm được chùm chìa khóa trên cặp quần một cái xác. Nhóm người ngoài hành tinh bất thình lình xuất hiện, cũng may cả hai đã kịp thời núp lùm lên không bị phát hiện ra. Sam ngồi bịt mũi bịt cả mồm không ngừng run rẩy. Con lệnh ông bà gánh pha này dùng con. Đối phương vừa rời đi cô ấy lập tức vào xe lấy bộ đàm. Tuy nhiên A lo khản cả giọng mà không thấy tín hiệu trả lời. Can từ trong rừng lao ra thấy đôi chân máy của Mick thì hoảng hốt hền. Đến lúc định thần anh chàng mới hạ cờ bước khỏi lùm cây. Can nói rằng đám ngoài hành tinh đang xâm lăng trái đất, chúng đã giết người trợ lý của anh. Tình hình ngày càng căng củ cọt, Negredi có cuộc nói chuyện với những nhà lãnh đạo. Ông cho rằng người ngoài hành tinh đang cố gắng liên lạc về quê xin chi viện bằng cách xâm nhập vào các vệ tinh. Nếu chúng thành công thì rất có thể sẽ là ngày tàn của nhân loại. Trong khi xem xét chiếc mũ Jimmy nhận ra có thiết bị ngăn ánh sáng mặt trời, chứng tỏ kẻ địch là cái bọn chuyên sống về đêm. Nhờ việc thêm lời của Alex, anh ấy đã rút ra kết luận người ngoài hành tinh không thể chịu được ánh sáng mặt trời. Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh đã lan truyền khắp các phương tiện truyền thông. Chính phủ nhiều nước ban hành thiết quân luật để bảo vệ người dân. Những con tàu ngoài hành tinh không thể bị phát hiện bởi radar. Nick Adder bảo thuyền viên của mình theo dõi kẻ địch thông qua sự chuyển động của mặt nước. Họ ngay lập tức sử dụng dữ liệu NOAA để đo tín hiệu dịch chuyển, thông qua đó dò được vị trí kẻ thù và lên kế hoạch ứng phó. Tuy nhiên đám người ngoài hành tinh đã nhanh hơn dự tính, chúng thay đổi quỹ đạo khi nhận ra vị trí bị bại lộ. Trở lại đỉnh núi, Sam nảy ra ý định nhờ bạn trai giúp đỡ. Cô tin rằng súng của anh ấy có thể bắn bay cả ngọn núi. Tuy nhiên vùng biển đã bị từ trường bao phủ, không một tín hiệu liên lạc nào có thể vượt qua. Can nói rằng thiết bị của mình có thể liên lạc được với phía hải quân, tuy nhiên nó đang ở lều trại nơi kẻ địch vừa tập kích. Nhưng để hành tinh thoát khỏi thảm kịch, anh ấy liều mình quay trở lại lấy thiết bị. Lúc Can đạt được mục đích chuẩn bị rời đi thì bị phát hiện, nhưng máy đo không nhận ra sự đe dọa nên kẻ địch đội mũ phớt. Trong khi đó trận chiến ngoài khơi vẫn vô cùng căng thẳng, các thủy thủ phát hiện ra hai con robot đang tiếp cận con tàu. Nhờ sự chỉ huy tài tình của Alex mà họ đã tiêu diệt được chúng, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Có sự giúp đỡ của Can, Sam đã liên lạc được với bạn trai. Cô nói cho Alex biết kế hoạch của người ngoài hành tinh. Cứ sau 24 giờ là vệ tinh sẽ gửi tín hiệu một lần. Theo chu kỳ thì còn 4 tiếng nữa. Hải quân bắt buộc phải tiêu diệt hết kẻ thù không là toang hẳn. Trước khi liên lạc bị gián đoạn,
Alex kịp thời bảo bạn gái nhanh chóng rời khỏi ngọn núi. Đột nhiên có chuyển động bất thường trong nước, Alex biết có thằng đang rình đớp trộm nên chủ động dụ hắn tới gần chỗ mình. Nick Adder chuẩn bị sẵn ngọn lửa phá hủy kính của con tàu, để mặt trời chiếu vào khiến kẻ thù hoang mang sờ tai, mà tay đã sờ tai rồi thì còn đánh đấm gì nữa. Nhờ đó phe ta giành được thế chủ động, các thủy thủ liên tục xả đạn để loại bỏ đám robot. Tuy nhiên kẻ địch đã cử hai chiếc đĩa bay tới chi viện, trước hỏa lực mạnh bọn họ đành bỏ của chạy lấy người, chỉ còn Alex và thuyền trưởng Nagaga kẹt lại. Cũng may họ kịp nhảy xuống biển trước khi con tàu bị phá hủy hoàn toàn. Mick và Samantha cố gắng tìm cách trì hoãn kế hoạch của đám người ngoài hành tinh, can chọn ở lại vì đột nhiên sợ chết. Trở lại vùng biển, những người sống sót cố trèo lên thuyền cứu sinh. Alex muốn đánh cược vào con tàu chiến gần đó đã bị bỏ hoang vài thập kỷ. Tuy nhiên nó là đồ cổ nên không ai biết điều khiển. Walter tìm đủ mọi cách mà không tác dụng gì. Alex vẫn không từ bỏ, anh trấn an mọi người không ai được bỏ cuộc, bởi nếu họ thất bại thì đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ diệt vong. Anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa cũng chịu chung số phận. Họ chia nhau tìm khắp kho vũ khí, đồng thời kiếm tên lửa và cách kích hoạt để phá ngọn núi, nơi kẻ địch dùng thiết bị gọi sự trợ giúp của người thân. Alex nghĩ ra một kế sách theo binh pháp tôn tử, anh yêu cầu thủy thủ đoàn tăng tốc đồng thời sẵn sàng mỏ leo. Ngay khi đám robot phát động tấn công, Alex đã cảnh báo cho mọi người thả neo để con tàu chuyển hướng, nhờ đó mà né được loạt đạn pháo. Các thủy thủ ngay lập tức dùng lửa tấn công kẻ thù, cuộc chiến sống còn diễn ra vô cùng gay cấn. Trên ngọn núi, đám người ngoài hành tinh đã bắt đầu gửi tín hiệu, Sam và Mick liều mình ngăn cản, họ chạy qua dây nối khiến việc truyền tải thông tin bị hoàn tác. Tuy nhiên Sam bị kẹt chân và không thể di chuyển, cựu trung tá đành xuất trận để bảo vệ cô ấy. Dù đã tham gia hội người khuyết tật nhưng anh vẫn rất đáng gờm. Mick lột được chiếc mũ của một tên và phát hiện ra điểm yếu của chúng là ánh nắng mặt trời, thế là anh cứ thoải mái mà giã vào mồm hắn với cú đấm to như quả dưa gang. Tuy bị rụng răng nhưng hắn đánh bừa chúng một cái khiến Mick ngã ra đất, trong khi anh nằm cầu nguyện thì Can xuất hiện táng cho kẻ địch ngã lăn quay. Trên tàu, Alex và các thủy thủ đang cố hết sức vận chuyển tên lửa đến bệ phóng, tình hình vô cùng khẩn cấp khi kẻ địch đã tiến hành nối lại dây chuyền. Can tranh thủ thời cơ vào xe giúp Sam thoát khỏi chiếc ghế, tín hiệu vừa được bắn lên trời thì cũng là lúc lòng súng xoay định hướng. Nhưng con thuyền của bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, chúng đang dồn năng lượng cho phát bắn cuối cùng. Mặc dù vậy, Alex vẫn giữ thái độ bình thản, anh hạ lệnh khai hỏa hướng về ngọn núi phá hủy trạm phát sóng. Trong khi mọi người đang đợi chờ cái chết, thì bất ngờ hai chiếc máy bay xuất hiện giải nguy. Thì ra ngay sau khi rào chắn biến mất, đô đốc đã hạ lệnh cho quân lính gấp rút ra chiến trường. Hàng loạt quả bom được thả xuống khiến chiếc tàu của người ngoài hành tinh nổ tan tành. Ai nấy đều vui mừng vì kẻ thù chung đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Những thủy thủ tham chiến đã được vinh danh như những người hùng, họ cùng nhau tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh. Alex được thăng chức lên làm thuyền trưởng thay vị trí anh trai, giờ thì anh chàng hoàn toàn tự tin trước ông bố vợ, nói thẳng toẹt mình yêu Sam và xin xem ngày cưới luôn cho nóng. Tuy nhiên đô đốc đã không đồng ý ngay, mà mời Alex ở lại dùng bữa rồi cùng thảo luận các điều khoản. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.